em đây. Em đã quay lại và hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi chơi và du lịch chứ không không đi xuống biển rừng rừng nữa, mà là đi vào khu du lịch cửa biển. Cái khu du lịch này là nó mới mở ở Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn của em, là thuộc tỉnh Bình Định. Bây giờ mọi người đi tham quan khu du lịch cửa biển của em nha. Đây là quý của khu du lịch cửa biển. Bây giờ mình bay cho người ta coi đi, đi dạo đi nhẹ 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 nhẹ. Mọi người đi dạo cùng em nha. Đây là lần đầu tiên mình đi luôn à. Đây là lần đầu tiên bọn mình đi vô khu du lịch cửa biển này luôn á. Mình phải vào bãi đổ xe, đổ gửi xe và đi. Đi cho người ta không cho chạy xe máy luôn. Phải làm thế nào anh đăng ký nha, cái sao em
ra phía trước em mua vé 80.000 em sẽ được leo hai lượt. Trong quá trình leo mà lỡ có rơi ra hãy cố gắng bám vào lại. Có nghĩa là rơi là tính một lượt. Em rơi ra có nghĩa là em cố gắng bám vào tường leo tiếp cho tụi anh, không phải là rơi ra tụi anh hãy xuống liền, hiểu không? Còn là kỹ năng của mình đưa đuối. Anh vô anh sẽ hướng dẫn cho em cách đi leo lên và cách đi xuống. Cách tính lượt sao anh? Tính lượt là sao? 80 lần, 80.000 là 2 lượt là tính là sao? Rồi, một lượt leo của em, đầu tiên em sẽ leo. Hãy cố gắng leo lên trên nó đi. Mà lỡ mà có chụp những cái cục mà nó không có điểm bám mà nó rớt ra ngoài á, thì hãy cố gắng anh giữ dây và cố gắng bám vào lại tường, leo tiếp. Leo lên tới nơi, khi nào mà cảm thấy mỏi quá, chịu không nổi nữa thì kêu anh tới xuống. Hoặc là nhìn cách leo của em mỏi quá, không thể khả năng leo được nữa, thì anh sẽ cho em xuống để em đứng trước và leo được thứ hai. Được chưa? Ok. Leo này tốn sức lắm à. Cái này là do kỹ năng của mỗi người thôi. Cái vô đặt nó đỉnh cao mình tốn sức là bao nhiêu, nó lo lợi cho sức khỏe và nó đâu tốn sức. Mệt, em leo không có nổi. Chính là leo không hả? Leo không, không có tính giờ đồ, thi đồ gì không anh? Cái này là không có thi, nếu em bấm giờ thì chỉ tính một thời gian từ đây em lên đó là mất bao lâu rồi. Để mình biết khả năng của mình. Mình lên không, mình phải chơi lại thì mình sẽ cố gắng cái thời gian mà mình đi trước đó đi xuống đó. Dạ, cảm ơn anh. Mấy cái này mày leo được trong khoảng bao lâu? Hồi giờ trên chưa leo bên bức tường thẳng đứng, hồi giờ leo toàn là gành núi không à. Rê. Như mà là mày đặt leo mấy phút? Mấy cái này ta dựa được mà, ta bám được mà. Nhưng mà mày nếu như là ta cao ấy, chung là hơi bây giờ bây giờ thử thách đi, mày leo mày leo trong bao nhiêu phút? Đang bị cái mục này lâu chân quá. Đang mà leo đâu? Tại chứ quần này nó không được coi dạng nữa. Mình sẽ rớt xuống núi đúng không? Bắt buộc mà phải cái tay mà phải cầm thẻ lõm lại, cũng không chặt cũng không mạnh quá, cũng không nhẹ cũng không mạnh quá đúng không? Mình có thể mà phải thẻ lõm lại bớt nữa. Rồi mình sẽ mình tự cầm nắm được và leo được không? Khi nào mà muốn leo á, leo thì dùng sức mà leo lên. Còn khi nào không muốn leo mới giáo bộ leo đang mệt nên muốn nghỉ dưỡng sao? Phải làm cách nào? Té núi này núi giờ nếu mà cầm chặt quá nhiều khi nó tột cái tay. Thật nhiều khi dùng những cái vật nó trơn quá, nhiều khi những cái quần mà nó bị mục nát quá, nhiều khi nó muốn rờ ra á, tao bên nó tột. Nên bắt buộc ngoài phải cầm nhẹ lại bớt, đừng có dùng sức cầm. Không dùng. Không dùng sức. Mà hồi giờ có leo chưa mà sao nói như đúng rồi vậy? Thì đúng không đúng. Ta leo ở núi ngành tao á, ta leo hoài á chứ. Nhiều khi gặp chỗ cái điểm mưa chút xíu như thế này, ta cầm nhẹ lắm, đúng không? Nhẹ mà có lỗ muốn thẻ lỗ bớt nữa, cũng không. Ta phải này thấy cái cục đá nhỏ muốn lên núi là phải đè mạnh xuống đầu, không được. Cái cục đá đó nó chặt thì không. Phải cầm nhẹ. Như cái cục đá nó hơi yếu nhưng mà phải cầm nhẹ lại bớt. Dùng sức là lên nữa.
vòng khu du lịch cửa biển rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về nhà kìa. Nhớ ấn like và subscribe cho kênh em nha. Bye mọi người, tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về cuộc sống bình định của mình nha.